Vậy là chồng tôi đã đến trái ăn quả sau hơn 3 năm thì ngày hôm nay tất cả những khát vọng, những đam mê, những cái mà người ta coi như là ngạt thở ngày hôm nay cũng đã được chứng minh và đã được cho mọi người thấy một như là mình làm không được những điều tử tế khi mình làm cả trái tim, khi mình làm cả đam mê. Ngày nào đó mọi người sẽ đón nhận. Rồi nhá, từ anh cứ quay phim nhá. Tôi thấy này như có vẻ là anh cầm đồ với tôi. Wow. Wow. Không có cái cảm giác gọi là làm sao nhỉ? Cái cảm giác gọi là hồi tay sờ vào ngực mua một chữ A. Cảm giác này nó hồi hộp như là hồi tự thi đại học hay là. Đầu tiên, Upala xì mùa. Đây là tờ giấy bình thường thôi. Cái loại giấy bình thường thì có thể là chống ồn này. Hòa xã hội chủ nghĩa, Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Vì sự nghiệp những nụ cười, vì sự nghiệp cười nghiêng, cười ngả, cười chết thì thôi của anh Tô Trinh Nam. Nay chúng tôi gửi cái lá thư này để muốn nói và cảm ơn anh chú ruột. Đã chết nhỉ? Thế anh ý nhầm mà. À, không phải, cảm ơn những nụ cười thế nào là cái gì? Quay. Rồi, chữ ký nhá, tôi nói với các bạn rồi nha. Rồi, bây giờ cái này tôi để một bên. Đây, giới thiệu với mọi người. Đây chính là chiếc muôn vàng YouTube của Đỗ Duy Nam. Đây, các bạn có thể quay. Quay đây. Đấy, chất liệu thì của nó chắc là nó bằng cái hợp kim gì đấy thôi. Rồi, có tên Đỗ Duy Nam của mình này, Good Play này. Và nó được mạng một cái lớp gương. Được gương không phải có thể soi gương được. Rồi là Cái gì? Có cái gì nhỉ? Cái gì đây? Wow. Ôi, các bạn ơi. Wow. Ôi, xinh thật là tươi. Các bạn ơi, ngoài cái nút vàng này ra thì ôi dồi ôi, tôi không ngờ là đây, anh quay phim có thể zoom lại gần đây giúp tôi được không ạ? Đây, Mỹ có tặng cho tôi một chiếc dây chuyền. Tôi không biết đây có phải vàng không, nhưng chiếc dây chuyền này thì có nút play vàng giống như ở trên hình đây. Đấy, chưa hết. Wow, các bạn ơi. Ngoài ra thì lại còn được thêm một chiếc dây chuyền. Chiếc dây chuyền biểu tượng của YouTube nữa. Có nghĩa là ngoài chiếc nút vàng này ra thì tôi được một chiếc dây vàng và một cái nút vàng đấy. Chứ chỉ thì có kinh nghiệm về xem vàng. Đây à, lẽ vàng ý rồi. Ôi rồi đẹp quá. Vừa ở Mỹ về là chị là chị người phá đầu tiên luôn đây này. Trời đẹp quá. Thì em xin nhá, cái này đấy chắc chắn là cao kinh nghiệm là vàng. Ôi hay các bạn, ôi kinh ngang cao bổi đấy. Ôi, cảm ơn YouTube của Mỹ nhá, đã trao cho tôi ngoài cái nút vàng này ra trao cho tôi một cái phần thưởng nữa là một chiếc nút vàng đấy các bạn ạ. Đây nha, biểu tượng của YouTube của Mỹ nữa. Ôi, cái này tiêu bao giờ không biết. Ngửi cái nước mùi thơm. Ôi,
À, anh quay phim ấy bên này. Đấy, vào đây. Ui dồi ôi. Ngoài cái huy hiệu ra thì tôi được thêm một cái play vàng và một chiếc dây chuyền. Thì ngay sau đây tôi sẽ mang ra điểm vàng cho tôi thử xem là có phải là vàng thật không. À, có thể nói là gần 4 năm đấy là cái khoảng thời gian cực kỳ là vất vả, cực kỳ là nhiều những khó khăn như những ngày đầu khi mà mình tìm tên Đỗ Duy Nam, và tìm tất cả mọi thứ để có thể tạo ra một kênh là Parody như bây giờ, một kênh mà rất là mọi người, nhất là các cháu thiếu nhi, tất cả những bạn thanh thiếu niên, tất cả những bạn sinh viên nhiều nghi đến và yêu cao hát những bài hát của mình. Đấy là một điều và mình luôn tin rằng YouTube sẽ mang lại cho mình những điều tử tế nhất. YouTube sẽ mang lại cho mình những cái niềm hạnh phúc riêng và YouTube sẽ mang lại cho mình cuộc sống ấm no. Thì ngày đẹp trời YouTube đã mang lại cho mình tất cả điều đó. Tất cả điều đó, đó là sự đam mê, sự công hiến và đó là sự nghiêm túc của Thảo Thị Kim. Mình muốn nói với tất cả những bạn YouTuber, những bạn đang muốn làm những kênh riêng của mình, các bạn hãy làm đi, các bạn đừng sợ ngại, các bạn đừng ngồi một chỗ. Hãy tự đi bằng đôi chân của mình, hãy tự tìm những khát vọng của mình và tự tìm cơ hội cho mình, thì cơ hội chỉ có mình tạo ra mà thôi. Có nhiều bạn nói là nhận xét comment trong hàng nghìn comment đấy thì đọc qua và tại sao Đỗ Duy Nam chọn một số cách tiếp cận khán giả như một số bạn trẻ khác lại dùng từ bước hay là dùng những cái ngôn từ nó mạnh hay là cái gì đấy nó thị trường. Thực ra với Đỗ Duy Nam thì một cái kênh nó không phải mình không biết được những ngôn từ như vậy mà con đường như nó khác, bởi cái kênh YouTube này chính là tương lai của mình, con của mình mai này sẽ giống như là các cháu bây giờ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Hay là những bạn sinh viên đại học, các bạn những yêu thích kênh của Duy Nam thì mai này con của mình cũng sẽ vậy, con của mình chắc chắn sẽ có những khóa học của Duy Nam để nghe. Và nếu như những sản phẩm đó mình làm không tử tế, mình chọn những cái ca từ không được đẹp, những cái từ gì đấy nghe nó rất là hợp tai, thì cái người bị ảnh hưởng đầu tiên và bị đầu tiên đó chính là con của mình. Và mình cái YouTube này nó sẽ đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai, đứa con thứ ba của mình vẫn được xem và học được từ bố nó, từ chú của nó, từ ekip của nó, những cái điều tử tế và chắc chắn là Đỗ Duy Nam sẽ không phải những cái dòng theo kiểu câu view mà vẫn sẽ làm những sản phẩm có lẽ là chậm nhưng sẽ chắc, bởi vì tất cả những gì mình làm để dành cho con cái của mình và sau này cháu sẽ được tiếp thu và được đón nhận. Bây giờ là đến lúc mà có chiếc lúc này là 1 triệu view và đến bây giờ là 1 triệu tư subscribe rồi. Xin được cảm ơn tất cả những khán giả 1 triệu tư subscribe đã ủng hộ cho Đỗ Duy Nam trong gần 3 năm qua, hơn 3 năm qua các bạn. Và đặc biệt là ủng hộ cho những sản phẩm gần đây nhất giống như là ngày ngủ hay kiếp sang hồ hay đầu gấu lượng, tất cả sản phẩm đó có rất là nhiều. Xem đó là không sử dụng tất cả thông tin. Rất mong mọi người hãy ủng hộ và chia sẻ cho Đỗ Duy Nam trong thời gian tới. Và cũng cảm ơn YouTube đã mang lại cho mình chiếc nút vàng từ Mỹ, hai chiếc dây chuyền cực đẹp này. Đây là những cái động lực để mình cố gắng hơn. Xin cảm ơn một lời mới, xin cảm ơn tất cả mọi người. Anh Samita, cảm ơn tất cả mọi người.